stream lên TikTok lên, đi từ ngoài vô như người dân giới thiệu luôn đấy, em bị chết. Đây là quán cà phê Bạn Đến Chê Nhà. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2023. Chào em. Chào em. Cây sơn tùng. Thẻ xe mình giữ không? Dạ. Thẻ xe. Tại vì cái thẻ nhỏ em. Để em trả cho. Thôi kệ đó. Bánh xăng. Trời, 3 ly. Ngồi cũng được mà phải không? Được mà. Một cây kẹo thật là ngọt luôn vậy. Mà chiếu thị rất là nhiều view đẹp ở đây. Wow, cỏ bỏ công cho chị luôn. Cỏ lao mà. Xin đáng bỏ công cho chị luôn. Làm mà thoáng rồi ở ngoài, muốn là mấy lần cũng có, ở ngoài cũng có.